Đây là những hình ảnh trong ngày 12 tháng 9 năm 2024. Nước tràn qua đê khu vực các xã Xuân Quan, Phụng Công của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, khiến toàn bộ diện tích trồng hoa và cây cảnh bị nhấn chìm trong biển nước. Theo chia sẻ của người dân tại đây, nước tràn vào từ đêm qua tới sáng nay đã ngập sát chân đê. Các nhà vườn phía bên ngoài đê bị nhấn chìm trong biển nước. Nhìn từ trên cao, vùng trồng hoa nổi tiếng huyện Văn Giang chỉ còn những mái nhà màng nhô lên mấp mé. Toàn bộ hệ thống đường giao thông cũng chìm trong biển nước. Việc di chuyển của người dân trên địa bàn hiện gặp rất nhiều khó khăn. Người dân tại đây cho biết, vì nước lên quá nhanh, không kịp di dời tài sản, nên thiệt hại có thể rất lớn nếu nước không rút nhanh. Toàn huyện Văn Giang có gần 1.000 hecta diện tích hoa cây cảnh và cây ăn quả bị ngập úng toàn bộ. Để đảm bảo an toàn, giúp người dân tránh bớt thiệt hại, huyện Văn Giang đã huy động toàn bộ chiến sĩ, lực lượng quân đội, công an, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, ban ngành của huyện và lực lượng các xã thị trấn tăng cường ứng cứu cho các xã có đê để kịp thời di dời tài sản hoa màu của nhân dân khỏi vùng úng lụt. Ngoài hai trạm bơm dã chiến tại cống Hạ Đình, Xuân Quan và bến phà Mễ Sở hoạt động hết công suất để chống úng, 6 xã thị trấn ven đê của huyện Văn Giang tập trung bơm nước tiêu úng 24/24 giờ. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, huyện Văn Giang đang dồn sức cho công tác bảo vệ đê điều, tập trung chống úng, hỗ trợ nhân dân di chuyển cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, chỉ đạo cả hệ thống chính trị các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể và sẵn sàng tinh thần kích hoạt phương án di dời dân nếu tình huống xấu xảy ra.